Ôi ôi ôi, mọi người ơi, có cái miếng vải đây là giống miếng y ấy mọi người ơi. Đây này, chắc là đúng đường này mọi người ơi. Đây này, trời ơi, một miếng y được phát hiện ở ven đường mọi người ơi. Đây, cái miếng này là chắc chắn mọi người là miếng y này là của thầy An rồi. Đây, cho mọi người xem này. Rồi, vậy là chứng tỏ là con đường này đi là đúng mọi người ơi. Đây này, đây, vẫn còn bước chân nha, thấy chưa? Đó, vậy là chứng tỏ cái khu này là đã có cái đường đi. Và thầy Anan đã bỏ lại một cái miếng vải đây rồi mọi người ơi. Đó, bỏ lại đây rồi. Đây em xem còn không. Đây, có thể là hôm qua thầy đi đây thì thấy nặng quá thầy đã bỏ đây. Đây, đây nữa. Trời ơi. Vâng, em chào tất cả mọi người nhé. Bởi vì là bây giờ thì em vẫn đang ở nơi mà sư Anan đã nghỉ lại đêm qua. Thì em cũng nghe được người dân nói là ở đây thì có một con đường mà mòn đi qua núi á mọi người, rồi là thông ra ngoài đường lộ thì không biết là như thế nào. Đây là cái bộ y áo vẫn còn ở đây mọi người nhá, vẫn còn ở đây. Thì bây giờ em nghe người dân nói là đây có một cái con đường mòn này, bây giờ em sẽ ra đây mọi người nhá. Đây là cái con đường mà men theo cái bờ suối này để đi ra một cái con đường mòn. Thì em cũng có nghe được ở đây á là người ta nói là ở đây là có con đường đi á. Đó, bởi vì sáng nay em cũng có thấy có một cái dấu chân. Bởi vì nếu như mà các sư mà đi sớm ấy, thì không bao giờ dám đi đường lộ đâu mọi người. Các sẽ đi theo cái con đường mòn này. Đó, thì bây giờ em phải đi theo cái con đường này để xem là có phát hiện cái thông tin gì không. Bởi vì cũng để thông báo cho mọi người biết là tất cả các sư ấy thì đã lên xe hết rồi. Chỉ còn duy nhất một sư, đó chính là sư Như Ngộ thôi. Đó, đây con đường mòn đâu đây đây đây. Người thấy không? Đó, đây là một con đường mà đi ra cái nơi mà đường mòn thông qua quốc lộ mọi người. Hết đi đường nào để qua bên kia nữa. Hết đường nào đi với mọi người. Đây. Tại vẫn có bước chân đi này. Có bước chân đi mọi người nhá. Để em xem qua. Đi qua khu bên này này mọi người. Chắc cái đường này là thông qua bên kia mọi người. Thông qua bên kia. Em cũng lên đây cho mọi người xem. Ui, mệt quá mọi người. Ui ui ui. Mọi người ơi, có cái miếng vải đây là giống miếng y ấy mọi người ơi. Đây này, chắc là đúng đường này mọi người ơi. Đây này. Trời ơi, Một miếng y được phát hiện ở ven đường mọi người ơi. Đây, cái miếng này là chắc chắn mọi người là miếng y này là của thầy An rồi. Đây, cho mọi người xem này. Rồi, vậy là chứng tỏ là con đường này đi là đúng mọi người ơi. Đây này, đây, vẫn còn bước chân nha. Thấy chưa? Đó, vậy là chứng tỏ cái khu này là đã có cái đường đi. Và thầy An đã bỏ lại một cái miếng vải đây rồi mọi người ơi. Đó, bỏ lại đây rồi. Đây em xem còn không. Đây, có thể là hôm qua thầy đi đây thì thấy nặng quá thầy đã bỏ đây. Đây, đây nữa. Trời ơi, đây nữa. Hai miếng mọi người. Hai miếng. Mọi người nghĩ coi, tự nhiên ở trên rừng này lại có hai miếng vải. Thì mọi người nghĩ coi, đây có phải là một cái dấu vết để lại là sư Anan đã đi theo một cái đường mòn hay không? Đó. Đây này. À đúng rồi mọi người, đây mọi người nhìn không? Đây. Đó, vẫn còn vết bước chân đi nhá. Đó, là có thể thầy đi qua đường này đấy mọi người. Tự nhiên có hai miếng vải, em hỏi mọi người là miếng vải này ở đâu ra? Đúng không? Chỉ có những cái người mà gọi là đi theo tu hành, bởi vì thầy Anan là có mang rất nhiều vải, mọi người thấy không? Thầy Anan lúc nào cũng mang trên người á một bó luôn. Đó, lúc nào cũng cầm theo một bó. Mà em hỏi mọi người, em hỏi là em làm gì thì bảo là y may y của à, may y của nhà Lê là y hai lớp. Đây em cho mọi người xem này. Đó, cái miếng y này thì nó là một cái miếng y của sư, thấy không? Nếu như một người bình thường là làm gì có chuyện miếng vải ở đây, vải y ở đây, đúng chưa? Đây này còn miếng màu đen này. Đó, vứt vương vãi đây thì em nghĩ rằng là hôm qua thì đây, để em trải ngay ngắn cho mọi người xem này. Đó, đêm qua thì chắc có thể là thầy sẽ đi chuyển con đường này nhưng mà thấy nặng quá. Nếu như vậy thì chắc chắn là cái đường này đi thì thầy sẽ bỏ lại nữa đây. Đó, cho mọi người xem này. Rồi, hiện trường này là vẫn còn sót lại. Đã phát hiện được rồi mọi người nhá.
Và phát hiện được là có thể là hôm qua là sư Anan Như Ngộ đã đi qua con đường này. Đây này cho mọi người xem này. Đỉnh núi nhá. Đó, thì chỗ này cách cái chỗ mà hồi nãy mà em đi lên đấy cũng phải tầm vài trăm mét, một cây số. Thì để cho mọi người biết rằng là ở đây là có hai cái miếng vải này. Thì nó có giống như là bây giờ mọi người thử nhìn giúp em coi. Đó, không bao giờ ở trên một cái rừng như này mà lại có miếng vải này. Đúng chưa? Thì cái miếng vải nó ở đâu ra? Thì có thể là một là do hôm qua sư ngồi nghỉ ở kia. Đó, rồi là sư đem lên đây. Hay là sư đi qua đây rồi là thầy nó mắc có cái gì đó, rồi là nó vứt lại ở đây. Thì tự nhiên có hai cái miếng y màu đen. Đây, miếng y màu đen. Một miếng y màu màu cam, à màu sữa, màu trắng sữa. Đó, đây là một cái việc mà em nói tất cả mọi người là nó cũng là một cái điều lạ. Đây mọi người, đấy đây có cái vết chân đi nhá. Thì em có nói mọi người là có thể là cái vết này. Đây em quay. Đây. Mọi người thấy không? Tự nhiên là có cái miếng y ở gốc cây này, đây. Gốc cây này. Đó, thì em hỏi mọi người là tự nhiên có miếng y này thì miếng y này ở đâu ra? Còn một miếng y màu đen nữa. Miếng y màu đen là cách ở trên kia tầm 1-2 mét. Đây là một con núi. Đó, thì cũng nghe người dân nói là ở đây á, là con núi này này men qua cái khu này nó sẽ là đến cái đường lộ. Bởi vì đường lộ mọi người thấy là đi qua cầu mà. Thì cái chỗ trên đường lộ này nó có chỗ cái cầu bắc qua ấy. Thì cái men đường núi đi là sẽ xuống đường lộ. Thì có thể là thầy Dương Ngộ sẽ đi qua cái đường núi này để đến cái nơi đường lộ đó và đi thông qua đây luôn. Có nghĩa là ở đây là đi thông qua đây là tắt được chắc phải tầm độ 5-7 cây số ấy. Bởi vì đường núi mà, đường mòn mà, đường mòn của người dân ấy. Thì lúc nãy em có hỏi chị kia, chị bảo là cái đường này đi á thì tầm độ vài trăm mét thì nó có cái đường của người dân họ đi đi xe máy được. À, đi thông qua cái đỉnh núi kia để đi xuống cái đường lộ. Thì đi qua thị trấn đấy mọi người. Giống như cái đường của người dân ấy. Thì có thể là thầy Anna đã đi qua nơi đây. Bởi vì là cũng có cái miếng y này. Thì làm một cái miếng y này là của thầy Anna là em nghĩ mọi người là chắc luôn á. Bởi vì là nếu như người dân bình thường họ không có miếng y nào ở trên rừng đâu. Mà nó lại ở dưới kia lại có một cái bộ đồ của sư đi cùng. Bởi vì sư Anna là mang nhất nhiều y. Thì em có hỏi là cái lý do vì sao sư mang nhiều y như vậy. Thì sư bảo là do là sư đang may y của nhà Lê gì đó. Y mà có hai lớp ấy. Đó, để mặc mùa đông. Đó, thì em mới hỏi tất cả mọi người là bây giờ tự nhiên lại có hai cái miếng vải y như thế này ở trên rừng. Thì mọi người thử nghĩ là nó ở đâu ra. Chúng ta chưa thể khẳng định 100% của sư Anna. Nhưng mà em nghĩ rằng sư Anna bây giờ đã an toàn. Bởi vì hôm qua có nghe được là sư Anna là 7-8 giờ tối là vẫn có người quay trên TikTok á. Rồi là sư vẫn đang ngồi ở bên bờ suối. Thì 7-8 giờ đêm thì hôm qua các sư khác đã đi rồi. Đúng không? Thì bây giờ là có miếng y này. Mọi người thì nhìn coi. Đây, có phải đây là có phải là cái y để may y của các sư không? Đúng không? Đây. Đó. Mà trùng hợp là sư Anna lại mang rất nhiều y. Đúng không? Bây giờ lại có hai miếng y màu đen, một miếng y màu trắng sữa như thế này. Màu da. Đấy. Thì em hỏi tất cả mọi người là cái lý do nào? Đây. Còn đây là cái men bìa rừng. Thì cũng được chia sẻ của người dân ấy. Là đi men cái bìa rừng này lên này. Đó là có một con đường ở trên đỉnh này này. Có một con đường. Thì con đường là xe máy đi được. Là thông qua bên đỉnh núi bên kia. Để xuống cái nơi mà chân dốc. Bởi vì là đêm qua ở đây một đêm mà cũng có người dân qua đây mà. Thì người dân có thể họ dẫn đi. Đó thì có thể là sư Anan cùng với cái anh hộ pháp kia cùng với một sư mới á. Thì đã ở lại trên rừng núi rồi. Đó thì cũng để thông báo cho mọi người biết là các sư thì bây giờ đã về ai về nhà đấy hết rồi. Bởi vì sao mọi người? Là sẽ là đưa các sư về Gia Lai. Nhưng mà nghe nói là thầy Minh Tuệ đã ẩn tu rồi. Và do người dân đến đông quá, ý thức cũng không có nữa. Đến đông quá, tất cả mọi nơi đổ về. Thì thầy Minh Tuệ lại tiếp tục ẩn tu lần hai. Lần hai ẩn tu thì khó mà kiếm được ở đâu. Thì kể cả là em của thầy Minh Tuệ cũng đã lên tiếng là không biết thầy ở đâu. Đó thì bây giờ thì em lại nhặt được cái y này. Thì mọi người thấy có lạ không? Đó bây giờ thì em sẽ quay lại thông báo với anh em. Thông báo với anh em. Đã có hai miếng y rồi. Mọi người ơi. Đây. Đây là cái gì còn sót lại của thầy Anna. Đó, đã có hai miếng y rồi. Thì hai miếng y này em sẽ quay trở lại mọi người nhá, bởi vì cái chỗ mà đi xuống chỗ cái bộ y kia cũng hơi xa. Đây, một miếng màu đen, một miếng màu trắng. Mọi người thấy không? Rồi để em quay lại em báo cho anh em mừng ấy. Phát hiện ra hai cái miếng y này thì có phải là của thầy Anna hay không? Thì em nghĩ rằng là hai miếng y này là của thầy Anna này, mọi người thấy không? Đây. Em nói tất cả mọi người, nếu như mà người bình thường thì làm gì có cái vải y này. Đó. Nhưng mà bây giờ hai cái miếng y này thì là của thầy Anna này hay mang rất là nhiều y.
thì mọi người xem video cũng thấy đấy, là lúc nào thầy cũng vác theo một đống y. Thì em hỏi là thầy bảo là do thầy tham, nên là thầy may y á mọi người. Đây một miếng đen, một miếng sữa màu 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 cam sữa mọi người. Thì ở đây thì cũng cách tầm vài trăm mét với cái chỗ mà có một sư bỏ lại đồ ấy, thì không biết có lý do gì không, hay là sư báo hiệu cho mọi người biết là sư an toàn rồi, sư lên trên núi rồi, đúng không? Có một cái bộ y này đó, tự nhiên có một miếng màu đen, một miếng màu trắng, em thấy là lạ lạ, không biết là có phải là do sư đi cái đường này không. Nhưng mà nếu mà đúng thì em sẽ phải đi đón đầu, để nếu mà gặp sư thì em cũng bảo là thôi sư về nhà đi, bây giờ sư đi bộ hành không được nữa đâu, bây giờ sư về nhà thì có thể là ẩn tu, hay là nếu như mà có thể là đi xe lên chỗ thầy Minh Tuệ á, để biết thầy ở đâu. Chứ bây giờ mà em hỏi tất cả mọi người là bây giờ cứ đi trên đường bộ hành như này không đảm bảo an toàn giao thông, người dân hiếu kỳ nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đó. Một cái hai cái miếng y như này thì đây là một cái bằng chứng như là thầy Anan thì chắc chắn rằng là hôm qua là có thể đi đường này nhá, có thể đi đường này. Đây em để em cầm cái hai miếng vải, hai miếng y cho mọi người thấy cho nó rõ nha. Đó đây hai miếng y đó, mà đã phát hiện ra rồi thì cũng để cho mọi người thấy rằng là thầy Anan thì đã đi qua đây và để lại hai miếng y này. Thì bây giờ thì em sẽ tiếp tục là quay lại, quay xuống cái khu bờ suối á, để cho mọi người thấy rằng là báo cho anh em biết là bây giờ thầy thì đã đi đường này rồi, để mọi người là đừng có lo lắng nữa. Đây hai cái áo kia vẫn phơi ở kia mọi người ạ, để em đem cái này xuống em phơi lên đây. Ví dụ như là thầy có quay lại thì thầy sẽ thấy nhá, trời nắng lắm mọi người ạ. Tự nhiên kiếm được hai cái miếng y cũng thấy mừng đó, rồi cũng biết được là ở bây giờ thầy đang ở đâu. Đây tự nhiên trên trên rừng thấy hai miếng y áo thầy Anan bỏ lại rồi, chắc là bỏ lại để cũng là một cái tin, có thể là thầy rơi thì không biết, nhưng mà đó là cái niềm vui để báo cho mọi người biết là thầy đã đi qua đây. Đây em xuống để em bỏ lên đây, nếu mà thầy có, mọi người thử nghĩ xem là em nên bỏ ở đây hay là em cầm lên ta, hay là em cầm lên báo cho anh em biết. Đây để em cầm lên trên kia em báo cho anh em biết, không để cho anh em đi kiếm rồi cho mọi người vui ấy. Đó để em lên đây em bỏ đây, em quay cho mọi người xem này. Rồi, hai cái áo kia, hai cái y áo hồi sáng ấy cũng gió quá nó bay luôn rồi mọi người ạ. Đây rồi, hai cái y áo này nó bay luôn rồi, để em nhặt lên trên này mọi người nhé. Đây này, đó hai miếng y áo còn sót lại, em tin chắc rằng là hai y áo này là của sư Anan. Đó đã sót lại hai cái y áo này, thì em cũng nói với tất cả mọi người là đây là hai cái miếng y là để dành may cái y nhà Lê của thầy Minh, thầy Như Ngộ mọi người. Đó thì em nghĩ rằng là hai cái y này là của thầy đã treo ở đây đấy. Thì không biết là mọi người thấy như nào, mọi người có thể bình luận giúp em với. Mọi người thấy rằng là hai cái y này có phải của thầy Như Ngộ không? Nhá, bình luận giúp em với. Bây giờ em cầm cái này đi lên trên kia, cầm lên trên kia cho anh em, anh em mừng á. Rồi hai cái áo với cái quần này thì em sẽ bỏ qua đây, chứ để đây là nó bay xuống suối á mọi người ạ. Trời ơi, nắng chang chang mà đi kiếm các sư rồi thấy ở đây thì em cũng báo cho anh em biết để anh em đi kiếm, chứ không là không có biết đường nào mà đi kiếm các sư. Trời, đây là nắng đang 40 độ mọi người. Em bỏ cái bộ đồ vào đây mọi người nhé, không là đây là ở cái gió nó bay mất. Đó, gió bay mất mọi người nhé. Ôm hai cái y này, ôm hai cái y này báo cho anh em biết là em đã nhặt được hai cái y này ở cái gốc cây kia, để cho mọi người xem là có phải là đúng cái y này là y của sư Như Ngộ không. Mọi người nếu ai biết thì mọi người comment giúp em với. Nếu mà sư Như Ngộ đi đường này thì tại sao lại bỏ cái y lại? Hay là do sư đem nhiều quá, sư rơi, sư không biết? Chứ bởi vì nếu như mà người dân thường thì làm gì có chuyện mà bỏ quên y ở bên rừng mọi người. Y này cũng còn mới nữa. Tự nhiên thấy được hai cái y này cũng mừng mọi người ạ. Có thể thấy rằng là có thể là sư Như Ngộ đã đi qua đây mọi người ạ. À, trời nắng quá mọi người. Tìm được hai miếng y của sư thì cũng mừng. Đây, này, đây là cái nơi mà của sư Như Ngộ hôm qua đã nghỉ lại.
Nhưng bây giờ thấy được cái y này là cũng mừng quá rồi. Bây giờ em đem lên em nói với anh em. Đây, một miếng màu đen, một miếng màu trắng sữa. Đây, cây cầu hôm qua này. Đó, đây là cây cầu. Đây là hai cây y mà em đã kiếm được, để cho anh em biết rằng là ở Sư Ngộ có ở đây. Rất là mệt mọi người. Kiếm được hai cái miếng y. Ui, mệt quá mọi người. Đó, bây giờ em sẽ cầm hai cái miếng y này về để đưa cho các anh em. Nếu như mà biết được đường nào đi á. Đây này mọi người này, mọi người thấy không? Đó, con đường này sẽ là con đường mà men qua đỉnh núi. Thì có thể là, có thể là thầy Như Ngộ đã đi qua con đường này rồi. Đó, con đường này mọi người thấy xe máy đi được này. Đó, băng qua bên đỉnh núi bên kia. Thì em tin là có thể thầy Như Ngộ đã men theo con đường này đi rồi. Đi bộ lên con đường này rồi mọi người nhá. Đó, để em báo cho anh em biết. Ui, rất là mệt mọi người ơi. Tìm được hai miếng y. Bây giờ quay về đây kia bảo anh em là đi đường này lên. Biết đâu là lên trên kia sẽ thấy được thầy Như Ngộ mọi người. Bây giờ chỉ còn sót lại mỗi thầy Như Ngộ thôi. Còn là các sư khác thì bây giờ đã đi lên xe hết rồi. Không còn ai nữa mọi người ạ. Rất là mệt mọi người. Em đi leo núi từ nãy giờ. Bây giờ trời nắng nữa. Nhưng mà cũng rất là may mắn thì đã kiếm được cái tung tích rồi. Có thể là người dân người ta nói đúng, là có một con đường băng qua rừng. Thì con đường này sẽ là dẫn đến một ngôi làng. Đây con đường đi đến cho anh em để báo cho anh em biết một tin vui. Anh em đã đi kiếm. Em kiếm được miếng y anh em, không biết có phải của Sư Như Ngộ không? Anh xem có phải không? Em bảo phải không? Đúng rồi ạ. Đúng không? Đúng rồi. Anh cầm cho em coi. Đây em vừa kiếm được ở bên kia, chắc em nghĩ chắc là của Sư Như Ngộ rồi. Đây. Vì, trong cái bó của Sư Như Ngộ là có một màu đen và màu đó. Màu đây là màu. Bởi vì em sợ là nhiều quá. Dạ. Đây, đúng rồi, anh em tạm thì đúng không? Đúng rồi, sao anh sáng. Anh thì đúng không? Đấy. Đó, em thấy đúng. Em nhặt được ở bên kia núi thì em nghĩ chắc chắn là ở đây là sư đường tắt. Ủa, rồi em. Đâu, anh? Em hỏi người dân thì người ta bảo là có một con đường đi qua băng bên kia núi kia. Dạ. Đây. Thì em nghĩ rằng là đây là hai miếng vải này là của thầy Như Ngộ mọi người ơi. Dạ. Thì bởi vì không có ai tự nhiên vứt hai cái miếng vải này trên bên rừng làm gì cả. Dạ đúng rồi. Đó, đây là để cho mọi người biết nha. Bây giờ bọn em sẽ tiếp tục di chuyển đi kiếm mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người. Mừng quá mọi người ơi. Có tung tích rồi.